Phúc sắp sửa hát cho quý vị nghe đó là một người homeless đang được mọi người rất là chú ý tại Busa. Đó là nhạc sĩ homeless Phi Long. Đây là một người mà chị Danh Hài Thúy Nga đã phát hiện và đã chia sẻ với tất cả quý vị khán giả trong một cái khoảng thời gian trước đây, và được mọi người tập trung xem những cái video của anh vì anh hát rất là chân chất mộc mạc. Và anh sáng tác những cái ca khúc mà nói thật là nó rất là triết lý về đời sống. Và Du cũng được mọi người gửi đến cái bài hát này, nó là giọng của Tuấn Du rất hợp với nhạc của anh nhạc sĩ này. Nên Tuấn Du đã hát thử một ca khúc, đó là ca khúc Tiền Và Đời. Và sau đó thì rất là nhiều mọi người là thắc mắc tại sao Tuấn Du hát nhạc mà không có gửi tiền bản quyền. Bây giờ khán giả rất là tinh vi chứ không phải giống như ngày xưa nữa. Mà thật ra mọi người phải thông cảm cho Quách Tuấn Du cũng giống như bao nhiêu người khán giả khác. Nhiều khi mình thích bài hát đó, mình hát mình không nghĩ gì hết. Nhưng mà vì đây là một cái bài hát mình muốn phổ biến cho nên đưa vào cái trang mạng. Thì trang mạng thì mọi người lại nghĩ rằng là kinh doanh. Thực ra đối với Du thì những cái ca khúc này nó không thuộc về phạm trù kinh doanh của Du. Du chỉ muốn là chia sẻ thôi. Thậm chí không có đánh bản quyền tất cả những ai. Cho nên là bản thân mình đang tìm những cái người nhạc sĩ mà sáng tác bài hát này để mình gặp mình cảm ơn một lời, gửi lời chào, cũng như mình muốn tặng một chút quà, coi như là mình có lòng. Thì vừa rồi Quách Tuấn Du cũng đã có duyên gặp lại anh ở gặp được anh tại Busa. Đi tìm cũng một tuần lễ rồi không được, tưởng anh chuyển sang tiểu bang khác. Chị Thúy Nga cũng bỏ cuộc, em cũng bỏ cuộc, nhưng mà em quyết định không về Việt Nam, ở lại để tìm anh cho bằng được. Để mình gặp được rồi, thực hiện được cái nguyện vọng mình gặp được người nhạc sĩ. Và mình muốn cái bài hát này thực sự là nó phải suôn sẻ, chứ không thôi vài bữa nữa là có người anh thì không có, anh gặp Du anh nói là anh không có khe, anh không có khe là bài hát này anh sáng tác ra ai muốn hát thì hát. Nhưng mà bây giờ cái người mà công ty mà bảo vệ bản quyền thì người ta cũng muốn biết được người này có thật sự hay không, hay là người này đã là một người vô hình, ví dụ vậy. Đó, mình tìm đúng những người nhạc sĩ mình mới yên tâm. Và ca khúc Tiền Và Đời đã được gọi là đóng dấu cho Quách Tuấn Du thực hiện tất cả các version để hát cho quý vị nghe. Và ca khúc Tiền Và Đời xin mời quý vị nghe một version mới chưa có trên mạng nha, chỉ có ở Điểm Hẹn Music. Trước đó thì cho phép Hùng được cảm ơn một khán giả ở bên YouTube là khán giả Nam Việt đã gửi tặng cho các ca sĩ chương trình ngày hôm nay, gửi tặng cho Điểm Hẹn Music 100 đô ở bên YouTube. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Nam Việt. Quá là tuyệt vời. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức nha. Trước khi hát thì anh Nam Việt, em có hỏi cha Vũ Thế Toàn, thì cha cũng có nói với em là anh Việt nhắn lại cho cha Toàn, tại vì cha Toàn không nhớ được là tại vì em hỏi cha Toàn, cha có anh tên là Nam Việt, hỏi nếu mà muốn biết anh Nam Việt thì cứ hỏi cha Toàn. Em đã hỏi cha rồi nhưng mà cha nói là cha gặp rất là nhiều người, vậy cho anh cho em một cái hint nhé, để em nhắc cho cha biết. Và em cảm ơn anh Nam Việt nhiều lắm. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nội dung của bài hát này. Từng lời từng chữ lắng nghe giùm vui nha. Động thì chỉ là tờ giấy in màu, vậy mà con người đành dối lừa nhau. Cuộc đời ta là một tuồng điên trên sân khấu, khi cuộc vui tàn rồi lừa khách về đâu. Đâu ai nắm được ngọn gió trong tay, mắt ai thấy được dấu vết chim bay. Chiều sâu lòng người nào ai hiểu thấu, tuổi đời mấy dài cũng chẳng bao lâu. Vì quá bon chen nên quên đi tình nghĩa heo chung, tin bà công danh vì ta chìm trong cuồng phong tranh chấp. Vượt lên cao mặc kệ ai sống chết ra sao, nhiều người quá khổ đau mùi tình yêu không biết thế nào.
vẫn phù vân đây, nhìn hiện thân là chốn đoạn đây. Đừng dùng xuống lời hứa với nhân tình, đừng làm khơi dậy vết thương lương tâm, mà nhìn người cơ hạn ta càng thêm thương xót. Sang hèn kiếp người mây nhờ rối sâu, mấy ai thấu hiểu sự muộn phiền của tha nhân. Đắng cây bất hạnh khốn khó gian truân, phù sinh ta thường hư vô mà đến, hỏi tiền có dại từ chốn sẽ ra đi. Vì ta chìm trong cuồng phong tranh chấp, cô cố vượt lên cao, mặc kệ ai sống chết ra sao. Nhiều người quá khổ đau, mùi tình yêu không thể nào. Chốn phù vân đây, tin hiện thân là chốn đọa đây. Đừng dùng xuống lời hứa với nhân tình, đừng làm khơi dậy vết thương lương tâm, mà nhìn người cơ hạn ta càng thêm thương xót. Sang hèn kiếp người mây nhờ rối sông, mấy ai thấu hiểu sự một phiền của tha nhân. Đắng cay bất hạnh khốn khó gian truân, phù sinh ta từ hư vô mà đến, hỏi tiền có dại từ chốn sẽ ra đi. Phù sinh ta từ hư vô mà đến, hỏi tiền có dại từ chốn sẽ ra đi. Wow. Quý vị ơi, nếu mà quý vị nào mà sống coi như là đặt cho mình quan tâm đến người khác nhiều thì chắc chắn cái bài hát này sẽ là thuộc về quý vị. Vì ở trong đây từng lời từng chữ nó rất là phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của xã hội Việt Nam của chúng ta. Dù chỉ nói ở Việt Nam thôi, là tại vì Du còn ở Việt Nam sang Mỹ, chưa có phải là người quốc tịch Mỹ. Nên Du muốn thông điệp gửi đến cho quý vị. Rất nhiều sao đã được gửi tặng đến phần trình diễn của nam ca sĩ Quách Tuấn Du. Anh Vince Nguyễn gửi tặng 3.000 sao, Minh Phạm 1.000 sao, Diana Trinh gửi tặng 500 sao, Minh Phạm 1.000 sao. Rồi trên đây là cũng thấy có rất nhiều sao. Kiên Trí Thạo gửi tặng 1.000 sao. Quá wow, tuyệt vời. Quách Tuấn Du ơi, Quách Tuấn Du mang tới ca khúc ý nghĩa quá. Good job. Rồi là rất nhiều này. Tú Phạm gửi tặng 500 sao. Trời ơi, rất nhiều. Cảm rất ơn nhiều. Quý vị rất là nhiều. Du sẽ lên trang bay của Điểm Hẹn Music. Du sẽ tối nay Du không ngủ, Du sẽ ngồi, Du sẽ trả lời từng cái comment mà quý vị tặng sao cho Du. Đó là tấm lòng mà Du xin được ghi nhận của quý vị. Cảm ơn Tony quý vị. Thơ Nguyễn Trần tuyệt vời lắm em, Quách Tuấn Du ơi, gửi tặng em 1.000 sao. Wow, cảm ơn. Đáng thế cho mưa sao còn gì nữa. Mưa sao. Rất nhiều những lời khen. Câu những bài hát vừa rồi nó thấm thía vô cùng phải không ạ? Anh Linh ngồi cũng gật gù và có lẽ ở đây là anh Linh làm trưởng tượng, là người đã có quá nhiều những năm tháng đi qua. Mình chỉ có mỗi cái ánh đèn sân khấu là thu hút mình thôi, nhưng mà ngoài đời còn có rất nhiều những câu chuyện phải không anh? Và anh Phi Long là một trong những người nhạc sĩ mà anh có nhiều cái lạ trong cái ca từ của anh, không biết là anh có nghe không, cái ý từ anh rất là lạ. Anh ấy viết về cảm nhận về đồng tiền này kia, nghe nó có vẻ gì đó nó hơi có cái chất gì đó nó lãng tử. Nó lãng tử, nó rất là bảng phù sinh ta từ hư vô mà đến. Những cái lời ảnh mặc dù
ảnh là một cái người homeless, nhưng mà về cái background của ảnh á, chị Thúy Nga đã có chia sẻ trên cái trang của chị là ảnh rất là người có trí thức và nói tiếng Anh. Quách Tuấn Du không nghĩ là, tại mình cứ tưởng là homeless là người không có học hành nhiều đó, cho nên khi mà tiếp xúc với anh nói tiếng Anh rất là hay, rất là đẹp, mà cái âm sắc của ổng rất là hay luôn. Không biết ổng có xem không nữa. Cái voice á, giống như cái voice á. Bây giờ là mình có 1.700 khán giả rồi ha, và rất nhiều những lời khen. Và